tên là Dung, học lớp K70 của thầy Bình đó. Thì em hiện đang làm marketing manager của một công ty về xây dựng ở ngoài Hà Nội. Mình là Duy, thì hiện tại thì mình đang công tác ở vị trí là thương hiệu nhà tuyển dụng ở tại công ty GS25 Việt Nam, chuỗi cửa hàng tiện lợi đến từ Hàn Quốc. Em sinh năm 95, công việc của em hiện tại là bên producer của tạp chí Sức khỏe Bộ Y tế. Tại bây giờ thì dịch cho nên là em chỉ làm việc ở nhà thôi, cho nên là cũng có nhiều thời gian để tham gia khóa học của Vinframe á. Mình tên là Phạm Minh Khương. Công việc hiện tại của mình đang là một kỹ thuật viên iPhone, iPad. Mình là Hải, mình sinh năm 97. Công việc hiện tại của mình là biên kịch. Trước đây khi mà mình làm bên tạp chí Sức khỏe thì trong công ty dược đó có một cái phòng thiết kế, thì các bạn thiết kế từ trước các bạn học bên Vinframe rồi thì các bạn có giới thiệu em là có thể xem một số khóa học ở đây, thì nếu mà em có muốn tham gia thì em có thể đăng ký ở đây học. Mình tham khảo khóa học của mình qua internet, mình tìm hiểu qua website của Keyframe đó, và mình có đăng ký là khóa học Photoshop Remi. Do bạn em giới thiệu, bạn em thì ảnh làm về về phim á anh, thì ảnh mới giới thiệu cho em qua đây học. Mình được giới thiệu qua group ở trên Facebook. Từ ban đầu em là copywriter và em chỉ là người sáng tạo nội dung thôi. Thì sau đó là em mới tự học online về thiết kế info này kia để em đăng lên trên mail, rồi sau đó thì chuyển qua bên team media, thì giờ em cũng muốn học để em kiểu như là biết là sau này khi mình quản một đội nào đó thì mình sẽ phải hiểu được là tính chất công việc và thời gian của mình làm xong là như thế nào. Cho nên là An cũng có ngỏ ý với sếp để An có thể tham gia khóa học này. Mục đích mình học là vì mình thích, mình đắam mê về làm phim các bạn. Mình chỉnh sửa clip đâu. Mình cũng muốn sau này mình có một cái gì đó để làm thêm về mảng điện ảnh. Cho nên mình cũng muốn thử sức học cái khóa học phim này. Hiện tại thì mình đang làm chủ yếu là nghiêng về phần branding của phần bên mảng employer. Cho nên cái việc mà mình phải có một vài cái kiến thức mà về thiết kế hoặc là dựng hình ảnh, dựng video các kiểu thì nó cũng cần thiết, cho nên mình mới quyết định chọn học ở bên trung tâm của mình. Thứ nhất là cũng đam mê anh, em cũng thích quay phim xong chụp hình này kia, xong rồi thứ hai là em cũng phục vụ cái công việc của em ở công ty thôi. Với lại dịch thì học xong rồi kiểu cũng để phục vụ công việc là nhiều á, cái giết thời gian á. Mình làm học về hỗ trợ cho công việc hiện tại, với cả mình cũng có định hướng là làm việc này. Nói chung là bài giảng với lại cách dạy của thầy thì không có vấn đề gì ha, ok lắm. Mình đánh giá là nó đủ tất cả những cái kiến thức cơ bản để mình có thể là làm được những cái công việc cơ bản hiện tại của mình. Còn về giảng viên á, thì thầy rất là nhiệt tình luôn, nhiều hôm mà thầy dạy tới gần 10:30 thầy vẫn dạy kiểu mà mọi người hỏi thì thầy cứ trả lời vậy, mới còn phần hỗ trợ thì nhắn thầy thì thầy cũng trả lời bình thường, thầy hỗ trợ mọi lúc mọi nơi. Về nội dung bài học thì tức là các cái kiến thức cơ bản thì mình đều được học, còn về giảng viên thì mình thấy thầy dạy ok, thầy nhiệt tình. Những lúc nào mà kiểu hỏi riêng ấy thì thầy cũng trả lời kiểu chi tiết để cho mình một cái phương án giải quyết nó trên đề. Cái thư viện bài giảng online của mình thì rất là ok. Mình cũng hay thường xuyên lên coi lại, mà những lúc mà mình quên đi kiến thức mình lên mình cũng hay lên xem lại những cái bài tập. Trong quá trình mình học thì mình vẫn xem đi xem lại nhiều lần, nhất là phần lý thuyết đó, thì sau khi học xong mình vẫn phải xem trên đó để mình coi lại một lần nữa để mình chắc cái phần nào mình chắc phần đó luôn á. Cho nên mình thấy là việc được xem lại như vậy là rất là tốt. Thông qua học như thế này thì em thấy rất là tiện tiện dụng cho cái học viên của mình. Em thấy khá là thuận tiện luôn, em cũng thích học online hơn tại vì thời gian của em cũng khá bận á. Mình thấy cái hình thức này học khá là tiện với mình khi mà nhu cầu, bởi vì là cái nhu cầu của mình học vào buổi tối, chứ còn nếu như mà học vào buổi sáng hoặc buổi chiều thì lại vướng vào giờ hành chính thì đang đi làm, mình thấy cái này rất là ok. Mình học lớp Vimeo thì qua bên nền tảng ứng dụng là Luxin. Nền tảng ứng dụng nó thì vẫn ổn định, có điều là nó chỉ bị giới hạn cái khung hình thôi, giới hạn cái khung hình thôi, còn ngoài ra thì về âm thanh và hình ảnh thì vẫn đầy đủ. Thì hiện tại thì nó cũng không có bất tiện gì, tại vì hiện tại mình đang đi làm, bên trung tâm hỗ trợ rất nhiệt tình về các vấn đề cài phần mềm á, nhiều khi thứ bảy cũng cài cho mình luôn, mọi người rất là nhiệt tình vấn đề đó, thầy cũng dạy ok nhiệt tình.
Dạ dễ hiểu. Mình nghĩ mình học kỹ thuật đó, mình sẽ cần phải trực tiếp cầm tay chỉ việc các kiểu, giống như là thầy sẽ phải đứng ở đó, giống như là mình không có biết cái gì thì mình sẽ hỏi này hỏi kia. Thì An ban đầu An cũng suy nghĩ lúc mà keyframe, khi mà tình hình dịch như thế này nè, là keyframe gửi cái mail cho mình nói là bây giờ cái lớp học của mình sẽ chuyển qua lớp học online và sẽ học qua Zoom hay là meeting gì đó. Mình định hình trong đầu chắc là nó sẽ khó, nghĩa là nó sẽ khó cho một người mới như mình. Bây giờ khi mà mình học xong thì mình mới thấy được rằng là nó rất là nhiều cái gọi là cái sự tiện ích để giúp cho mình học tốt hơn. Thì An thấy những cái công cụ cũng như là những cái việc hỗ trợ tương tác với học viên, tương tác với khách hàng rất là tốt, cho nên mình thấy không có một cái lỗi nào trong cái quá trình mà mình học online hết. Nếu mà thay điểm 10 thì chắc là An sẽ cho 9,5 nha. Đánh giá mình chắc cũng phải 9 trên 10. Mình cho điểm 9. 10 trên 10. Dạ 10.